Em cứ việc anh nói về cái cảm giác của em đối với anh Năm như thế nào? Thấy ảnh tâm lý thì thấy em cũng thích. À. Thấy ảnh hiền, hiền hòa, vui vẻ. Thấy ảnh cũng dễ thương. Mà cái này có nghĩ là mình quen chơi? Dạ, anh Liêm mến chào quý ông bà cô chú trong và ngoài nước. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Thì hôm nay quý vị, anh Liêm trở lại quay lại với câu chuyện của chị Tiền. Hôm trước thì anh Liêm cũng có chia sẻ những cái video về chị Tiền. Thì như chị Tiền cũng chia sẻ là ước muốn giờ chị cũng muốn tìm lại một người đàn ông để có một cái bờ vai nương tựa. Dạ, thì sau khi cái video đó được lan tỏa thì cũng có một số anh độc thân chưa vợ cũng muốn tìm và ngỏ ý xin số điện thoại của Tiền. Thì ngày hôm nay Thanh Liêm xuống đây để gặp chị Tiền, hỏi coi chị một lần nữa là có thể là thực sự là chị muốn tìm một người đàn ông để mà nương tựa đó. Thì sau đó Thanh Liêm sẽ trao đổi với cái người bên kia. Thế thì cái chuyện từ trước đến giờ thì Thanh Liêm không có làm cái chuyện kết nối yêu thương. Thì đây cũng là cái trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Thì mời quý ông bà cô chú cùng anh chị em theo dõi ha. Dạ. Thì bây giờ nè, em kêu anh vô với Liêm vô để mà em muốn tìm một cái tình yêu mới, phải không? Giờ sự việc này em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Mình chấp nhận là tốt thêm bước nữa, phải không? Thì cái đối tượng mà em muốn tìm hiểu với muốn quen sắp tới á, ngoài anh Lộc ra đó, em muốn quen ai? Em cũng thích anh Năm. Anh Năm nào? Năm Sầu Riêng. À, vậy là hiện em có theo dõi anh Năm hả? Dạ có. Em biết anh Năm bao nhiêu tuổi chưa? Năm năm mấy. Hả? Năm mấy tuổi? Mà 70 mấy đó. Dạ, sao không được. Nhưng mà cái độ tuổi đó thì tuổi thì có, nhưng mà anh nghĩ chắc sức khỏe cũng đủ. Em muốn tìm hiểu đến anh Năm ha. Dạ. Em hiểu về anh Năm như thế nào? Em cứ việc anh nói coi. Em thấy ảnh vui vẻ, nói chuyện vui vẻ được. Thật sự luôn? Dạ, thấy anh hiền nữa. Em theo dõi về anh Năm lâu chưa? Cũng mới đây hả? Cũng lớn tuổi bây giờ đó. Anh lớn tuổi rồi đó. Dạ. Nhưng mà em lại thích ha. Em có nhắn gửi gì với anh Năm không? Có, anh muốn anh thấy anh em cũng thích, anh thấy anh hiền. Anh thích em là anh xuống với nhà anh chơi. À, không bây giờ tìm hiểu. Vậy là muốn tìm hiểu phải không? Tìm hiểu. Em phải phải cho anh Năm đi ghé em trước chứ. Em muốn dạ. Đi tới anh Năm luôn hả? Dạ. Em biết anh Năm đâu không? Ở Cần Thơ vậy mà. Ừ. Thật sự luôn. Rồi nếu mà theo như cái vóc dáng của em á, có khả năng anh Năm thích lắm á. Rồi không, đúng là còn có bất ngờ nha Liêm. Bất ngờ thiệt chứ bộ. Bất ngờ luôn, tại vì hôm bữa nay tôi té ngửa luôn. Tại vì anh Năm anh trải qua hổng rài cũng vài mối tình. Trời ơi. Cũng có lớn tuổi có. Và cỡ em cũng có luôn. Cũng có luôn. Nhưng mà hiện giờ là anh Năm anh đang cô đơn. Thì em có biết anh đang cô đơn phải không? À. Là em muốn quen anh. À. Và cái này mình quen là mình quen thật lòng không hay sao? Tìm hiểu. À, tìm hiểu ha. Tìm hiểu anh. Em chú việc anh nói về cái cảm giác của em đối với anh Năm như thế nào? Thấy ảnh tâm lý thì thấy em cũng thích. À. Thấy ảnh hiền, hiền hòa. Mà cái này có nghĩ là mình quen chơi hay là mình tiến tới không? Tìm hiểu thôi. À, tìm hiểu ha. Dạ. Trước tiên tìm hiểu ha. Dạ. Mà chắc chị Tiền cũng theo dõi nhiều video lắm rồi đó không? Chắc có khả năng là vậy. Vậy là em xem nhiều rồi phải không? Và cái cảm giác ban đầu là mình mến anh Năm rồi ha. Ảnh không biết là ảnh giàu hay ảnh nghèo. Cái đó thật sự anh không biết. Thì em phải tìm hiểu ha.
rồi nếu mà đi qua đó đó thì con cái để đâu? Dạ nó học chiều em về, em đi thôi một lát em về chứ không ở đâu. Còn nếu mà anh muốn em ở lại em ở không? Không chịu đâu, 4 giờ em về em rước con rồi. Dạ hả? Dạ đi đi xuống sớm 4 giờ em về, thì tới đây rước nó. Em không ở. Rồi nếu mà anh có muốn đi tới để tìm hiểu các em đó thì em có đón nhận không? Rồi nếu mà anh muốn ở đêm anh chấp nhận không? Thôi, mình hiểu thời gian đi. Không phải cái gì, anh biết là đã từng theo dõi Năm. Dạ. Là ảnh là đối với ai ảnh cũng vậy chân á. Dạ. Là anh muốn là gần gũi chia sẻ. Dạ. Đó, nhiều khi ảnh ở đêm này nọ nữa thì anh không biết tên họ từ như từ thế nào. Từ từ thôi nhá. Không gấp quá được. Cái gì gấp quá không được. Không mà theo như anh nghĩ á, anh Năm anh gấp lắm đó nha. Ừ. Anh Năm là cái gì đó hả? Không có không mà ABC, không A nó dắt liền nè. Đi thẳng vô luôn vấn đề à. Cái anh hiểu. Cái gì cũng từ từ chứ gấp em chịu. Thế không phải, chính vì vậy đó anh mới nói cho em là cái cảm giác của những người lớn tuổi họ là thích thì thích, không thích thì thôi vậy đó. Anh rất thẳng thắn. Cái chuyện người già đó, cái yêu của họ nó khác hơn giới trẻ. Nhưng mà theo cái cảm nhận đó là anh Năm ảnh là qua thời gian tìm hiểu ngắn thôi là hầu như là những người phụ nữ đó đều mến anh. Thấy anh dễ thương quá à. Con cứ biết ảnh đó, anh thấy ảnh nói chuyện dễ thương. Rồi xem anh Năm ở quên anh Lập luôn hả? Ừ. Lâu rồi, đâu có gần gũi đâu. Thế này theo anh nghĩ cũng có nên nói với anh Lập nghe anh tiếng hơn. Ảnh cũng kêu hoài vậy, nói có chồng em có chồng đi. À, dạ, cũng có kêu em ha. Dạ. Có kêu tiền có chồng nữa đi mà. Nếu ông nào từ từ có chồng đến bước nữa. Ông kêu được được mà bà lựa ngay cái ông U bảy mấy là sao? Trời ơi. Không có lựa U 40 hay là U 50 được rồi. Anh Năm mà tới 70 mấy đó. Chấp nhận hả? Ủa mà em hỏi thiệt nha. Tại sao mà lại chấm anh Năm? Cái cảm giác ban đầu là vui vẻ. Vui vẻ ha. Rồi sao thấy không hiền? Rồi giá tỷ như anh Năm mà không có cái gì hết trơn rồi sao vậy? Rồi anh lớn tuổi nữa rồi, chẳng lẽ rồi vậy chị phải lo lại nữa. Còn cái đó để tự hai bên tìm hiểu với nhau. Nhưng mà tất cả cái bộc lộ ban đầu là thấy tiền cũng đã có cảm tình với anh Năm sorry. Còn thời gian để hai bên tìm hiểu với nhau. À, không, cái này cũng là một cái sự việc chấn động của mạng luôn nè. Tại vì vừa rồi cũng có một chị ở Cao Lãnh á, mà cũng hình như cũng bằng tuổi em luôn. Chị đó là chị Vân. Chị đúng là lớn hơn em. Lớn hả? Hình như là 42, 43 vậy đó. Em nhiêu? Xem của bạn ha. Chị kia thì cũng tròn trịa nhưng mà chắc không tròn trịa bằng em. Không bằng tiền, không bằng tiền của mình đâu. Chà, nghĩ kỳ này mà anh Năm anh có tình yêu này nữa chắc anh thương dữ lắm mà trời. Điện nước đầy đủ nè, cũng còn phơi phới nè, mà sợ khả năng là anh bò càng bò nén với cái cô này quá. Chắc vậy quá. Tại vì cô bảy mấy rồi cũng giàu gì giàu cũng theo năm tháng cũng phải suy yếu từ từ phải không? Đúng rồi. Nó nói chứ tìm hiểu thì tìm nha. Cũng nhẹ nhẹ với người ta nha. Đừng có mạnh bạo quá nha. Anh Năm yếu lắm rồi đó nha. Trời ơi! Đúng là động trời chứ. À đúng là phải cho anh hỏi lại một câu. Là quyết định là chính xác không? Thật sự phải không? Anh đăng tải này lên bảo đảm anh Năm sẽ liên lạc với anh đó. Bây giờ hiện giờ anh đang cô đơn. Anh đang trống vắng. Thôi, thật sự mà chị Tiền mà nói đến cái người mà chị Tiền đang mà muốn đến. Ừ. Chắc có nghĩ là nhiều người mà cỡ đồng lưới như em là em không? Ừ. Thất vọng không? Ừ, bởi vậy. Người ta cũng rất là muốn liên hệ với chị Tiền. Ừ. Trời ơi. Ai nhà đâu bà này, bà, cái gu bà mặn quá. Quá mặn rồi. Em còn chế giới rồi.
trong khi hả thằng Liêm nó muốn chết luôn mà không được. Có anh thì anh dọn nhà, có anh đang đứng rồi đó anh quay. Anh Liêm không giống vô luôn. Dạ hả? Anh sợ em cái gì không biết. Con cọp mới cắn. Đứng ngoài cửa đó. Mới rồi bà ơi. Kêu vô không vô. Quay ở gì anh lại anh luôn. Ta khủng tiết mà. Cọp mới cắn. Mà anh cũng sợ em dữ không biết con Liêm. Sợ đâu sợ. Đi cũng không biết nữa. Trong nhà có anh không vô nghe không ngồi, có anh dễ gì. Phải nhiều khi á ta là nam nữ thọ thọ bất thân đứt ngực gần quá hả thôi bất đứt về gần bất đứt quần áo nghe chịu trời ngồi đó à, tại vì nói chung cũng thủ em ơi tại vì em có gì đâu mà không phải cái vấn đề á bọn anh á là đa số là người nào cũng có gia đình à, mà thí dụ quay những bà già thì nó khác đúng rồi còn quay em là một người cũng còn trẻ nên ra á nhiều khi cũng có cái dị nghị của hàng xóm, hàng xóm, gia đình xung quanh đó, người ta dòm ngó. Nói chung là vậy đó chị Trì em Phong nói đúng á. Đúng rồi, nên người ta dòm ngó là ta nói không hay. Nên cũng cẩn thận. Nhiều em có nhớ một cái câu nói của em mà tới giờ này nó vẫn còn nổi không? Cái gì anh đi Hà Nội có mấy ngày mà em nhớ anh muốn chết á, cũng cái câu đó thôi mà trời ơi nó dậy sống lên luôn á. Nhớ không? Ừ. Trời ơi đây là một cái chuyện động trời của chú anh chị. Thì Phong với thằng Liêm á sẽ đăng tải lên. Và không phải nói là một thời gian thiệt là ngắn là sẽ có những cái phản ứng mà phải nói dữ dội của cộng đồng mạng luôn. Và anh Năm bảo đảm là không cần em đi tới ảnh đâu. Anh sẽ đi đến đây luôn. Nhưng mà em hỏi chị Tiền nè, sau khi cái video này hai em chia sẻ mà dư luận của xã hội chị chịu nổi không? Áp lực không? Tiền đã quen rồi. Một cái thời gian phải nói là có khen có chê có đủ rồi nhưng mà bây giờ cái mình cần là một cái tình yêu mới ngoài anh Lộc ra ha. Trời ơi theo cảm nghĩ của em sao Lêu em nói em giờ em biết nói gì hơn ngoài cái chắc lử thích hả ừ thích hả anh nói thiệt tại vì cái khoảng thời gian lâu lắm rồi không quen không có quay em nhưng rất nhiều người xin số điện thoại của em mà anh không dám cho. Không thật á, mấy ngày nay là có số người liên hệ á. Rất nhiều luôn á. Em không dám, nói thật sự cái gì cũng phải hỏi ý kiến chị chứ không biết người ta như thế nào, muốn gì cũng phải gặp mặt từ với nhau. Thôi nhưng mà cái quyết định là từ tiền đi. Bây giờ tiền muốn mà tìm một cái tình yêu mới và cái tình yêu đó nó đã giống như là bầm dập ở trên mạng xã hội rồi bây giờ là tiền chấp nhận mạo hiểm để tìm hiểu về anh Năm ha rồi những cái quyết định đó là sau này như thế nào thì em phải chịu trách nhiệm nha anh là với thằng Liêm á truyền tải lên anh sẽ đi tới em á nha sẽ có sóng gió đó nha sóng gió đó nha chấp nhận không vui thì thưa quý cô chú anh chị một cái quyết định bất ngờ của Tiền là muốn quen với anh Năm Sầu Riêng anh Năm Sầu Riêng là ở Cần Thơ và hiện giờ á, là cũng có hai luồng trái chiều một bên là cũng ủng hộ là lớn tuổi rồi thì đi tìm tình yêu thì cũng không ai cấm cản được nhưng một bên nữa đó là cái sự mà cái phóng khoáng của ảnh quá anh sống rất thoải mái để mà ai đến thì ảnh đón nhận thôi còn cái chuyện mà quan hệ trai gái như thế nào đó thì anh Nam chắc cũng sạch sẽ về vấn đề này và anh nghĩ là Tiền cũng không có phải giống như là một người mà chưa từng trải nên hai người có khả năng sẽ được giống như cái duyên phải không đúng rồi sẽ chỉ có duyên anh tìm hiểu gì cũng đúng mà không thích không hợp thì sao ở được hợp nhau ở phải được em có gì em cũng hợp nhau em ở phải được không thích sao em ở được nói chung là vậy. Ủa mà giờ em hỏi câu nè, bây giờ là sao chị Tiền lại chọn anh Năm Sầu Riêng mà không chọn những người mà như trung niên như hoặc lớn hơn em chút hợp. Hoặc là lớn chị hợp hả? Dạ hợp. Hợp. Hợp ở điểm nào? Hợp cái điểm mà không thích thì thôi, không thích sao sống được, không thích thì phải chia tay được, cứ chia tay thôi. Không thích không hợp coi mà sống chung được. Nhưng mà em nói nè, em thì không có chia sẻ anh Năm nhưng mà theo như em xem những cái video là em thấy anh Năm cũng là trải qua rất là nhiều đời rồi đó nha. Suy nghĩ kỹ chưa nè. Em cũng hồi hộp cái điểm đó.
ảnh là cái người phong khoáng và anh nghĩ em cũng là một người phong khoáng. Thật sự vậy là hai người lại gặp nhau được. Bất ngờ là không? Bất ngờ, một cái sự việc bất ngờ và có khả năng nó sẽ gây một chấn động khủng khiếp luôn. Thật sự luôn á. Thì Phong với Liêm cũng đã hỏi ý của Tiền và cũng biết cái quyết định cuối cùng của Tiền rồi, là sẽ tìm hiểu về anh Năm Sầu Riêng. Thì anh Năm Sầu Riêng nghe được thông tin này phải nói là ảnh còn hơn trúng số nữa. Thật sự luôn. Một cái người phụ nữ phải nói chứ đang tuổi mà mở đang tuổi mà dậy thì nè, mà phải nói điện nước đầy đủ luôn nè, là ảnh mới chết luôn á. Nên đâm ra là sẽ có những cái video thú vị tiếp theo để mà gửi cho tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Thì bây giờ Phong với Liêm cũng chắc có lẽ là xin phép dừng video đây, để mà cũng như là sẽ suy nghĩ lại những cái gì cần chia sẻ về Tiền và anh Năm, thì Phong với Liêm sẽ truyền tải những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Rồi, Phong xin chào. Dạ, thì Tâm Liêm cũng xin phép tạm dừng video tại đây nha quý vị. Hãy đăng ký kênh ủng hộ giúp Tâm Liêm cùng với Phong Gâu nha quý vị.